Chào bạn bạn nào, mình là bên đây Thỏ đây bạn. Chào mừng bạn đã mời lại kênh mình. Hôm nay tôi được chơi với mọi người đây bạn như vậy. Với mọi người hôm nay tôi chơi chắc là Pikachu với bạn như vậy. Có chu đó. Mấy mọi bước dân bạn đó. Thì hết chơi con này, nó rất là dễ chơi các bạn đó. Chiều nó cũng là tà là xui hết nữa nên là không có chờ bị trượt các bạn. Ok. Hay à. Mấy này bị bệnh hơn bạn như vậy, mình ho khan này kia mũi nữa. Mình muốn chơi hết bài thắng đâu, nhưng mà cũng đỡ rồi nên thôi mình làm video luôn bạn đó. Ok. Hay à, build con này thì cũng như bình thường thôi, mà 7 đen 6 xanh lá. Item thì là kính vàn, kính thường với lại muỗng các bạn như vậy. Cái này chủ yếu là đăng bất sờ tới lại cái giảm hồi chiêu của bạn như vậy. Do là chiêu con Pikachu hỏi rất là nhanh nên là phải tận dụng nó. Muốn chơi hết bệnh các bạn. Nếu bạn sẽ nghe mình ho hoặc là ra mũi trong video này rất là nhiều của bạn. Xong nha, hôm nay bắt đầu nào bạn. Mà tìm nói thì có cần một cái mầm mới bạn, Sigulet. Nhưng mà bị cá là không có tăng nên chắc là sẽ chiến thắng thôi bạn đó. Nhưng mình cũng đã mua con Sigulet rồi, nhưng mà chơi có dịp cho bạn xem nó như thế nào bạn đó. Cái còn nó đam cứ to đó, phải cứ thẳng được. Không cứ thẳng nó sẽ bị một hit thôi bạn đó. Hit đi chung với con Metagross thôi bạn. Ok. Mình sẽ gái chút gần nó. Ồ, bên tem nó đang đánh trụng mình kìa. Ok. Nhầm chấp bà rồi. Ý. Cái con video trong điểm là tiện lỡ đầu game các bạn. Tại do đầu game và con video có chiêu chói lại các bạn đó. Cứ thằng nào mà đi đánh trụng để là tắp tạ này kia đó. Thì lúc nào sẽ bị con này cho nó bị đứng yên hết các bạn đó. Ok. Ok. Wow. Em chết nha. Ai. Mấy con chim thôi. Người chết. Gần nó siêu ghét à. Chết tiệt. Chết rồi bạn. Ô đâu. Chết tiệt. Nó siêu ghét đó. Tạp tàu quá. Đó hồi nổi rồi bạn. Vì nó tiếp cận cái chết ngắn rồi. Em bị gừng nó đi chưa ta? Hôm nay ta góp mình đánh hóa rồi. Ồ, dưới đó, dạy câu. Thì chưa. Meta game hiện tại là tạo ra chơi mấy con mà có khả năng chói hoặc lạp chói nhiều các bạn đó. Nên là con Pikachu hiện tại cũng là một con meta rất là ok các bạn đó. Nồi đá bị AFK à ta. Mất tăng à. Thế ghê. Không di chuyển được mạnh, ok. Ok. Sao? Sẽ đẹp lên được chơi để mà hỗ trợ bạn đó. Giờ là gán farm lại kinh nghiệm này có chiêu với bạn. Thế nãy giờ bị nó hàng nhiều quá. Ô chết mày con. Này thì máu yếu mà gọi đánh trụ chỗ đó à. Tính tách gì thế ta. Ô chết. Chà, không sao không sao, bắn lên đánh được đánh được ngon. À, mày lại có đó cũng tao cũng to lắm chứ không phải là dừa đâu. À, cộng thêm mấy chiêu làm chóng mình đó, hết đứa chấm chắc mày còn mẹ đấy mày với mày đó. Những con nằm mà tay dài AD như là Pikachu hoặc là con đi xếp đua ai bạn nên đứng từ xa mà đánh nhé, chứ bạn đừng mà tiếp cận lại như thế này các bạn thế nào cũng chết. Đến cả mấy cái trụ cũng không có bảo vệ các bạn được đâu. Màu giấy lắm. Thằng nổi lá là bị áp kìa. Nó bị gì trời. Ui chết trời. Siêu lét. Ăn nổi ta. Mình đang có giáp.
Vô go chết mày đi. Ok, mình phải giữ khoảng cách nó bạn, không nên để nó tiếp cận mình. Ok, nó đi rồi. Ok, chết, tỉ số ai ở đây à? Ok, nó có chiêu rồi, cẩn thận được. Nó bị trúng mình là AD nên là máu giấy lắm, bắn khoảng 2 chiêu một của tỉ số ai là cũng tự chết rồi. Mình phải đứng đây đợi tem lên nữa bạn. Tem ăn được con ghế chi ở dưới rồi. Chết cha. Chết rồi. Ok. Hai con không đỡ nổi mà. Sao? Anh nội mình đã đến nơi. Đúng rồi, dạ. Ngon. Ok, đem nó lên ăn rồi. Còn cái chi lên kỹ trên đâu mình. Nó sẽ ăn được thôi mà, rủ lên trên. Nhớ tên tỉnh đồng đội mình. Ok, để nó ăn được. Trong lúc là tem nó đang có bao giờ cái trụ trên mà sẽ dán năng trụ dưới như vậy. Mà trước tiên thôi chờ đồng đội ta. Ok, đã có một trận quyết chiến đây. Oh my god. Đấy, ok. Ok. Wow. Chết chặt, nó dùng anti rồi. Tính sai ra được. Mà thấy trong bộ cái mod nào mà mới sử dụng anti xong rồi bạn hãy nhớ như vậy cách thật là sai đó bạn. Nhưng một số con mỗi mod mà sau khi sử dụng xong anti sẽ có một cái giáp các bạn, nên nó bất tử trong vài giây. Nói cho bạn sử dụng anti xong rồi bạn cứ tiếp cận nó nhiều đó cũng chỉ có chết thôi. Không biết ăn rồi con này người ta. Ta nghĩ không ăn được hư bạn. Nó đông quá rồi. Vô. Chết tiệt. Mình tính sử dụng anti để mà ăn cái con ghé chi đó nhưng mà Ấn hụt hư bạn. Thấy cũng ăn được. Vô. Rồi ghé gì là chỉ sử dụng này. Thằng gái năng nó bạn. Nè, phải để bảo vệ trụ mình chứ đã. Ok, mình nói đang lên đường trên nữa mạnh. Mình tem mình thì giá lên đường dưới. Ok, hiện tại tổng tỷ số đang hòa các bạn. Ở hai bên thì chỉ còn khoảng 2 trụ. Ok, thì đó là... Nói ăn nhanh dưới gì trời. Mà vậy không ổn lắm các bạn. Ui trời ơi. Đây là nỗi khổ khi làm AD các bạn. Lúc nào cũng sẽ bị được nó săn lùng hết các bạn. Ngày xưa lấy cũng có chế độ thổ ghế nào mình không phải đánh được nó nữa. Nó nguy hiểm các bạn. Ui trời ơi. Thôi cẩn thận mấy con đi xí đu ai các bạn. Xí đu ai nó bắn rất là xa. Gặp mấy con AD máu giấy của mình nè. Ăn 2 chiêu nó đủ chết. Nghe qua da sắp xuất hiện này. Mình sẽ để dành anti nó và ăn cái con nghe qua da các bạn. Bởi lại mà nghe qua da sắp xuất hiện mà nên tránh giao chiến nhiều nhất có thể nha mà. Đó chỉ giao chiến khi mình thiết thôi. Để mà gán đánh chủ nó hay là làm cứ gì khi mà gây dao cho mình xuất hiện các bạn. Các bạn mà phí hết tất cả các chiêu là khi nó gây dao sẽ không có gì để mà đánh bại theo nó. Nhất là anti các bạn. Ok. Giờ thì chuẩn bị mai phục các bạn. Đó, gã tem tới giờ vị trí cho mày. Mình sẽ đi vào vị trí luôn. Anh em mình sẽ đứng đây đi. Đó. Có gì sẽ nhảy ra hội đồng đó. Đây, nó cần clip on and ok, bắt đầu rồi. Sẵn sàng nó bệnh. Ok. Để mình kiếm khoảng cách rồi đã. Phải giữ khoảng cách. Này là AD, này là không có xông vô được.
Ok. Mày. Ok. Ui. Không biết con trai giờ có ăn tim ta, anh hơi sợ. Mày. Ok, không cần phải biết nữa. Ngon. Ok, thì nó chết hết rồi ta. Vẫn chưa chắc hơn mình. Hãy từ từ đã. Ok, nên nó bắt đầu hồi sinh lại các bạn ơi. Phải chiến đấu thêm một đợt nữa được. Ok, để mình giữ khoảng cách và phụ ăn con gheo ra luôn. Ok, không biết ăn nổi không ta. Ok, ăn nổi bạn, ngon chim. Tôi không ăn nổi chứ. Ok, trái. Trái. Ừ. Ok. Ôi chết chặt, gặp con da da rồi. No, oh. Chết rồi. Chết rồi. Chết đi. Vãi, nó tha thứ mình đúng bạn. Nó tha mạng mình. Ok. Cảm ơn nha, cha giao. Ui giời, mình không vô được chữ nào nhưng mà để con cha già đó tha bạn. Ok, thấy rồi bạn. Thắng rồi. Ok. Thế là ta đã xong được một trận có chu với bạn đó. Đây là có chu với chúng ta. Ok. Bài tập nói xấu. Ok cũng được. Nào với tập mạnh tiếp theo một bản nha bạn. Ok. Mà này chúng ta sẽ chơi default nha bạn. Thì chúng là một con AD. Mình thì hết chơi AD hơn là hay chơi mấy con kia các bạn. Mấy con tay ngắn đó mình nó hơi khó chơi. Mấy con AD thì đó mình nó dễ chơi hơn bình thường. Do là đứng từ xa bắn vô. Gặp mà tem tá tiếp cận hay cứ tốc biến chạy thôi. Đó. Chứ gần cho mấy con mà tay ngắn thì bạn phải canh chiêu canh đa với kiểu lâu lâu à ham hố đánh nó quá không để đến máu bị chết nữa đó. Đó nói còn mấy con tay ngắn các bạn, còn mấy con tay dài như là con teo phớt ở đây thì không phải lo mình nữa. Ok bắt đầu nào. Let's em bơi rồi. Cái con teleport này thì chiêu nó không có su hít như là con Pikachu nên phải gánh canh như vậy. Cái con teleport này mới vô mới yếu luôn chứ chiêu nó không có tiện lại với con Pikachu bệnh như là không có chơi vòng chó. Lùi lại nha. Rồi, chơi con default này không có xuống hết. Nên là gặp mấy con nào có mấy cái chiêu hoặc nhiều chiêu mà kiểu như là lướt rồi kia sẽ rất là dễ né chiêu mấy con của con default này nha bạn. Mấy trận nào con default này chỉ hợp đánh với mấy trận nào mà đem được nhớ nhiều con Pokemon mà đi chậm hoặc là không có nhiều chiêu lướt này kia đó thì dùng con default này rất là dễ thắng rồi. Rồi nếu như đem được mà nhiều con với mo nào mà có nhiều chiêu lướt á thì con mới thì con default này dường như vô dụng luôn. Ok chạy chạy chạy. Ok ok tôi chơi trời trả lại nó sẽ giết mình mất. Oh no. Oh trái thì kêu móc chi móc đâu không chịu bạn thế gì mà tạo quá chắc là mất chủ yếu dưới rồi bạn ơi. Thấy coi áp sổ mình không ai chịu nổi được nữa đâu. Ok tao muốn chơi mất chủ dưới chịu tốt rồi bạn, áp sổ là bước tốt. Ok phải gắn có chiêu bạn. Thank you.
phát triển làm coi một trăm chiếc con mỗi cái màu mày thích nhất các bạn nè, rất là dễ thương, mình rất thích cáo các bạn. Mà mấy con này thì mình thích giả tiến hóa vai sen nó hơn là tiến hóa default túi các bạn, thấy vai sen dễ thương nhiều. Ok, phải có chiêu ngon. Thì nhánh thay đổi hết trận các bạn. Nếu có thể. Mình cần thêm cái chiêu Fire Pin các bạn. Bây giờ mình thích cần chơi Fox này là do cái chiêu Fire Pin. Khiến cho được bị chó rất là khó chịu các bạn. Chỉ có chơi Fox này cũng hỏi rất là nhanh đấy. Nên là nếu có nâng này kia thì cứ nâng về đêm qua đánh hồi chuyển nhanh là ok. Đấy. Mình đã có đủ chiêu các bạn ơi, giờ cần đứng từ xa và hỗ trợ thôi. Đấy. Ok. Ăn luôn. Ôi chết chà, tăng nó tới rồi. Chết rồi. Ui trời. Mình sẽ gắn đến từ xa hỗ trợ làm đổi. Chết chà, bởi mối tên đen, bên tên nó cũng có đẹp phó hơn các bạn. Hơi khó đây. Ui trời ơi, chết cha. Ui, đẹp khó nói có gì anh ti giúp mình ta. Ghê dữ vậy. Nói trình chắc thua bạn ơi, mình không có ăn được trụ nào của nó hết. Nó ăn được mình hai cái trụ rồi. Nhưng mà đều đã. Để cái mà bỏ cuộc bỏ với bạn. Hãy cũng ăn hết mấy con cái chi vậy bạn đi. Chết tiệt thật. Ok. Ok, cho tên còn phải tập trung dưới đây các bạn. Nhờ nó tập trung dưới đây hết trơn. Okay. Nhưng mà thấy chiều Fire Pin rất là khó chịu nha các bạn. Gặp nó là phải chạy liền luôn. Nó không bị sẽ bị nó cuốn vào các bạn. Ok. Con này thì cũng có dễ chơi, thì biết là đứng từ xa bắn vô thôi. Chứ đừng để cho địch tiếp cận mình là ok. Ok. Nè, bây giờ là chỗ dưới các bạn. Ngon. Thấy đẹp nó đồng, kéo đến đồng như vậy, cứ tự sẽ thua mất cái chỗ dưới chứ. Nhưng không, ta bao giờ được. Chứ là ok. Mình sẽ coi là mình sẽ ăn cơn bùa xanh để mà hồi chiêu cho nhanh các bạn. Bùa xanh là hồi chiêu, còn cái bùa đỏ là làm cho địch bị chậm lại các bạn. Ok. Thấy con Omegon bên em nó có khả năng chống lại mấy chiêu choáng mình các bạn. Nên hơi khó đây. Sẽ lên trên bảo vệ trụ trên khỏi con cái chi là kỳ như vậy. Nhưng mà trái tim bảo vệ trụ dưới chứ đã. Anh Ti chết bay đi. Mày con chim. Mày chơi. Có một kêu. Thêm một điểm là ok ở con default này đó chính là nằm ở cái anh Ti nha mà. Anh Ti con default đó rất là rộng luôn. Chứ thế dễ dàng giùm nó bảo vệ trụ như vậy đó. Cũng như là khiến cho tem địch nó mất cái trụ trong một khoảng thời gian ngắn. Tại vì cái chiêu anh tí con default này là kiểu như là gây đam theo thời gian nữa các bạn. Nên đặt nó trong trụ nhà nó là nó sẽ không thể hồi nào hồi máu được luôn. Khiến cho trụ nó dễ đem vô dụng luôn. Anh chiêu con default này cái anh tí con default này chỉ là dùng để bảo vệ giống như là tấn công các bạn đó. Bữa hay bảo vệ được trụ mình vừa có thể khiến cho trụ tem nó bị vô dụng trong khoảng thời gian ngắn. Thì cả tem sẽ gán ăn cái con Getchi dưới đây các bạn. Getchi góc thì phải. Nhưng mà liệu ăn được không đã? Gói coi áp sò bờ tem nó không dám tiến vô các bạn.
mất cái người vẫn còn giá trị đó rồi. Này, tìm lấy canh ghê quá bạn này. Mẹ này đem dạo này tại gặp cao thủ không? Chết mày rồi, chết đi, để không mang được. Ok, giờ đã xuất hiện rồi. Nhờ giá năng được con gây bà giao với 9 thắng được các bạn. Không mang được là không có thắng nổi. Chỉ là chỉ giác hỗ trợ các bạn. Để đợi nó đập trong đông xíu và tí đấy chết. Ok chết mày nè. Ui trời. Ok xong chưa, giá chưa chết hả bạn ơi? Ngon ăn heo cho thôi, làm ơn để nó cướp mà đi chơi. Ok rồi, tìm nó là lấy hết tất cả của mình nhưng mà cuối cùng lại không lấy được con game ra. Okay. Em vẫn còn cái khiên, không biết là có đi ăn trụ được không ta. Không được bạn ơi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. À, không, nó chói mình rồi. Tí ghê, không sao, nào vẫn thắng mà. Đó, mà như bạn thấy, cái con đeo pháp mà nó đã bung công ty vô trụ rồi, chỉ có chạy khỏi trụ thôi. Trụ không thể nào mà bỏ về được nữa. Ok, đã chiến thắng các bạn, để dậy. $455 ngon. Ok, video này thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ like, subscribe và hẹn lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.